Hôm nay á là dâu sẽ nấu cho mẹ với ba ăn một món ăn để ăn cơm trưa nay được không? Dạ được mẹ. Rồi, Tin, con có muốn gia phụ em để nấu ăn không? Nấu ăn buổi trưa không? Dạ muốn. Bữa nay á cái chương trình này đặc biệt thú vị luôn. Khi mà tụi con làm xong thành phẩm, đem ra dĩa trưng bày đẹp đàng hoàng, bưng ra bàn. Giám khảo sẽ là mẹ, ba với bà nội. Nếu như hai giám khảo mà chấm con là number one thì con và em Giao sẽ được nhận một phần quà. Đây nguyên liệu chính của chúng ta đây, mật. Còn này là rau củ quả ha. Dạ. Có su luôn kìa. Su. Cà rốt, bông cải trắng và có một ít cần để cho nó thơm. Rồi bây giờ mẹ đếm 1 2 3 bắt đầu nha. 1 2 3 bắt đầu. Phải một người hy sinh ăn thử một miếng con. Hẹn giờ mà 3 phút rồi nè. Sao tụi con làm mà con cái người nếm mà con dùng từ phải một người hy sinh. Không, chưa đâu. Mà hải sản nó rất là chín lâu. Không, hải sản nó rất là chín nhanh. Không, cái bột mà mình ăn vô có nhớ cái xúc tua không? Nó phải là màu chín tiết. Đâu đừng có đảo vô nó bị mất nhiệt á. Mày thấy cái đó là ngon rồi đó. Nêm đi, rồi bắt đầu nó sát lại, bỏ miếng cần vô. Mình nêm cái này trước. Là được. Lấy phải nếm thử cái nước nữa. Wow. Thôi, cho ăn đi. Thầy không, mình phải nếm thử. Rất là vừa ăn. Trời ơi, mới bỏ đường thôi vừa ăn luôn hả? Ghê vậy. Có vừa ăn gì đâu. Bây giờ. Nó sao rồi? Dạ nó không có ngon. Nghĩa hả? Từ bây giờ nó không có mùi vị nữa. Bởi vậy kêu bỏ cần vô nó mới thơm mà. Và củ hành tây nữa mới đúng. Sống có, tại con không lại tủ lạnh lấy thôi. Rồi, đảo đi, đảo cho nó chín. Cái tủ không nổi rồi Tin. Kéo bằng con nữa hả? Hả, kéo bằng con không? Rồi cái này lát cho chơi chung với nha. Trời ơi cứng quá. Ai, kiếm củ hành tây. Từ từ. Củ hành tây đó không? Đúng không? Đó, đúng chính xác. Rồi, cắt giùm con. Rồi. Phải bỏ củ hành vô mẹ nè. Lại bỏ một niêm nữa nè. Con cắt như nhận cái muối cao á. Con biết muối cao không? Nồng nào? Nồng nào hả? Trời đất ơi, gì vậy đâu? Trời ơi, làm hết hồn luôn. Cái gì vậy? Niêm niêm đi, cái ghê quá à. Nấu ăn gì thấy ghê quá à. Ủa chú chiếu vậy thôi hả? Rồi. Bỏ hết luôn đi. Cho bỏ một viên vô ăn nó ngon nè. Rất dài. Là cái gì ở trong đây vậy? Chưa có thêm, bây giờ thêm đường đúng không? Thêm một viên nữa. Thêm đường chứ. Đúng rồi, thêm đường. Thêm ngọt. Oh no. Chút nữa. Rồi. Hù như đầu bếp luôn. Rồi, được chưa? Tắt bếp đi. Chứ để nó dai nhách bây giờ đó. Tụi con lấy cái giá vớt hết mực ra thôi, chừa cái nước lại đặng xào với rau củ quả. Rồi, đúng rồi. Cố lên. Cái tô đó, ừ, rồi xong là bắt đầu bỏ rau củ quả vô. Con biết bỏ cái gì trước không? Cái gì lâu chín nhất? Dạ, là cà rốt. Đúng, bỏ cà rốt trước. Sau đó nó vừa sôi lên là con đổ hết vô.
xay tiêu để bỏ vô trong cái món xào nè. Phải có tiêu nó mới thơm. Đúng rồi, cứ đảo đi. Nó không đảo là nó mới khác. Còn nghe đảo thì nó sẽ cứng quá hả con? Đó, ồ chắc được rồi quá con. Xay ngon quá ha. Mẹ hàng khác còn ngon đỡ thì đau bụng. Trời, nấu ăn gì mà kê kê ra mấy cái trường hợp toàn là đau đớn. Mình nghe đảo. Ăn chưa? Rồi rồi rồi, được rồi đó, rồi. Ok, tắt bếp, bỏ xuống, bỏ xuống. Rồi, vậy là thiếu nước tương ba. Rồi sao? Vậy thì thiếu nước tương có trừ không? Không, ngon. Về chưa? Trời ơi, giám khảo gì dễ dãi đi ghê luôn. Đối với em á, đầu tiên á là cái cách trình bày. Sau khi xào mực xong là con phải xào rau củ quả, con phải đổ mực vô, con trộn đều. Thì như vậy á, nó mới mình nhìn thấy nó mới đẹp. Đúng không? Vậy là nó đẹp, tại vì nhìn thấy rau củ quả không không thấy mực. Dạ. Rồi, nhưng mà do là tụi con còn nhỏ nên là mày không trừ điểm đó nha. Bây giờ mày ăn thử su nha. Và mày ăn thử cà rốt nha. Cà rốt ngon. Được. Bông cải phải vừa tới thôi nha. Nếu mà mềm là coi như trừ điểm nha. Hoặc là còn cứng, còn sống là trừ điểm nha. Chín rồi và rất là giòn. Yeah. Rồi mình cười lên. Em chém nước tương ra. Tương không? Giờ mực ha, chém nước tương đúng không? Mẹ muốn làm thì mẹ làm à. Một lát mới trắng, bây giờ ăn thử coi mực con nguyên vừa hay không. Mình ăn cái này ha. Rất là ngon. Nè, nhìn có vẻ là không có bị khô. Come on.